Mình xin gửi riêng bạn Lương Nguyễn. Bạn Lương Nguyễn thì là một fan hâm mộ của Chim Cu Gáy Hay. Nhưng hôm qua qua cái cuộc điện thoại thì bạn Lương Nguyễn cũng có cái mong muốn là muốn tìm một em nuôi từ nhỏ thuần và tầm khoảng 6-7 tháng tuổi. Thì đây là cơ hội để cho bạn Lương Nguyễn tìm đến một chú chim như vậy. Đấy. Có con này thì các bạn thấy là phân rất là xoắn, đúng không ạ? Đó, khô xoắn. Đó. Và đây là cái tướng tá mẫu mã của chúng. Đó, các bạn thấy chim nó, đây là mình đang cho vào trong buồng thắp điện mà nó hơi lạ. Đó, kệ nó. Thì chim này là chim non nuôi lên. Và đây là có mã số đồng hoàng. Thổ rất là ấm. Đấy, con này giọng rất ấm các bạn. X1. Cái lô X1 này là lô bố mẹ như thế nào đấy mình biết. Đấy, các bạn nên nhớ là như vậy. Thì mình đăng clip này mình đặt tên nó là clip X1 và muốn mục đích là muốn gửi cho bạn Nương Nguyễn. Nên có một điều là con này thì mình nói thẳng luôn là ưu điểm của nó là cườm vừng, có huỳnh cườm. Chân rất là đỏ, độ thuần cao. Nhưng có một điều là cái thuần đầu nó các bạn nhìn thấy này, nó là giai đoạn nó đang lâu nay kiểu nó thay lông và nó cũng hơi hơi có một cái tí hơi hơi gọi là do một cái tình huống cái chổi nó rơi nó giật mình nó lao thôi. Thế nhưng mà từ hôm đó hơi hơi có một chút xuất sát nên bây giờ thì mình thấy nó đã liền rồi. Thì các bạn nuôi chim các bạn biết là nó cũng sẽ là không mất phần da, không mất phần gì cả, nó sẽ thay liền và nó sẽ thay lông. Thì mình muốn đăng cái clip này để cho bạn 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 Lương Nguyễn để bằng Lương Nguyễn đưa ra quyết định. Mình đặt tên là X1. Nếu như mà chút nữa mình bảo bạn Lương Nguyễn bạn xem, nếu mà bạn Lương Nguyễn không chung kết được cái clip này thì mình sẽ tạo cơ hội cho các fan khác khi mà theo dõi kênh Chim Cu Gáy Hay của Thao. Đó. Số điện thoại là 033 53 05 982. Đó, các bạn nhìn thấy cái bộ cườm rất là quý, huỳnh cườm nhé. Độ thuần là như vậy. Nó giống này là nó đang đang thấy lạ, tại vì bình thường mình treo ở ngoài, còn đây là trong buồng chỗ máy tính máy in là nó hơi lạ. Kệ nó sẽ trở về cái vị trí sau một lúc. Đó, các bạn thấy là cườm nó rất là ok luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Rất là đẹp.